Vâng, Vua Nát đây ạ. Top 1 thế giới sau K7. Let's go baby. Bên Hàn là 2 giờ rồi đó, khổ vãi. À, ông cua đúng không? Cua đúng không? Thôi ngủ đi, à, quên, thôi đi ngủ sớm đi. Việt Nam bây giờ là 1 giờ rồi, chuẩn bị 1 giờ. Mai mà đi học à? Hồ Tân. Mai nở, ôi, này quý. Top 1 không phải là dạng vừa đâu, bên kia Poison rồi. Golem. Này quý Golem hoặc là Giant. Dùng Ghost Miner sẽ có một con gì đánh lạc hướng. Ơi, không có một con gì đánh lạc hướng. Counter. Ui, Poison rồi, hay. Bài đẹp như mơ. Đây, đây, đại tướng này, toàn đấy cứ tướng cuối cùng này. Mai được gặp này. Đùa sang dây thì... chán đấy nhỉ, tưởng tưởng thế nào nên bọn ý nó lên đây nè. Mất niềm tin vào cuộc sống. Mai này biết đâu, này biết đâu. Lombo Jack. Ồ. Oh. Tất tay bên kia đây, tất tay bên kia đây. Ghost đúng rồi, tất tay bên kia đây. Nhưng mà con này biết hơi nhanh. Flying Machine phải giữ lại con Mega, Mega vừa ra rồi. Đợi xíu Flying Machine. Bắn được rồi. Ghost vào trụ rồi, một cái giáp cũng là quá đủ. Vẫn có hai hit từ của Mega. Rusko, không biết deck này là có Mega Knight không ta? Sao được rồi. Rồi tiếp tục là mai nếu tố gì ở đây. Vua Nét cần phải push một đường tổng tấn công thôi, còn nếu mà như thế này sẽ mất cái trụ kia. Rồi đúng rồi, tấn công thôi. Golem, cái Golem. Chắc chắn là Golem rồi, Lumpo Jack với lại Nightwish thì chắc là Golem. Bây giờ push một đường. Hy vọng là thằng này không có. Thằng này có Golem không ta? Poison đi, chuẩn bị bóng Poison, chuẩn bị cầm Poison đi, cầm chân tay Poison. Ui. À Poison ok, chuẩn rồi. Ôi luôn một rắc với góc dưới kia. Đẹp thì quái nào được. Ôi là Mega Knight, có Mega Knight rồi. Nó vẫn đẹp được cuốn. Tuy nhiên thì con Golem bật. Ui Mega Knight tích thu. Oh my god. Oh. Tiếp tục là Golem. Nightwish vẫn chưa xuống. Đến Pháp ý gần 6 giờ chiều cùng giờ mà. E từ Hà Lan. Ui tổng tấn công. Poison rồi, gót vào trụ, gót vào trụ. Lùm bơ nhắc. Sợ chưa? Đãi ra quần. Các ông đãi ra quần chưa? Tôi sang ngày mới rồi không ạ? Mua con gì nữa? Nhiệm vụ rơi ít nhất 60 ly á, cho tôi má nhé. Rare, ok, rồi, nhiệm vụ này. Good morning anh em. Stream được mấy tiếng rồi, hình như là tiếng này tiếng, bắt đầu tiếng sang tiếng thứ 3 rồi. Tiếng thứ 3 rồi, stream từ lúc 10 giờ tối mà. Khổ thân vãi. Khổ thân anh em. Please subscribe my channel, English only. Thanh niên chuẩn ra đi chơi hết rồi. Go to sleep.
Miner, bà mất rồi, bà mất rồi, bà mất rồi. Gặp cái deck rồng này không? Ui, đừng để Flying Machine bắn. Rồi, bên này rồng ngu. Rồng ngu ba mất. Bên này Miner Poison. Sợ rất là ổn đây. Vâng, hai cái bình rồi. Sợ gì đâu. Sợ gì đâu ạ. Fireball. Bây giờ Fireball thì mày thích cảnh tao với tao. Fireball thì mày thích cảnh với tao. Lấy gì đép bay dịnh Miner, phải dùng Miner đánh rồi. Là một điều quá bình, quá là bình thường luôn. Tiếp tục đặt một cái bình nữa, mình nghĩ là chưa chưa, vẫn chưa có đủ heli. Mang Fireball vào đây là mày thích cảnh thế nào rồi? Fireball cho bình thì lấy cái gì để đép ruồi đây? Tiếp tục là bình, vâng lava. Lava với ba mất rồi, vì vậy ba mất cần phải tách, cần phải tách. Và phải tránh được đàn ruồi bị chết Fireball. Rất là khó đây, phải xử lý con xử lý cái gold, cái Flying Machine trước. Xử lý Flying Machine trước. Đợi nó qua cầu, đợi nó qua cầu, phải Fireball bên kia, Fireball bên phải. Hoặc là tất tay bên này, tất tay bên phải. Fireball bên trái. Fireball bên trái, bắn con Flying Machine đi. Flying Machine nó chưa qua cầu. Vậy là chưa ra đàn ruồi, đúng rồi. Vậy đàn ruồi vậy đi, vậy đi. Tiếp tục là Flying Machine nữa. Bên hai bên vẫn đang khá là ổn. Lava rồi. Tiếp tục là lava. Miner. Nhưng mà nếu mà ăn turn thứ hai thì khó. Sẽ khó cho One Egg bởi vì... Ui, chặn được rồi. Bây giờ còn kệ con lava, đừng để nó giết. Đừng giết con lava là sẽ ổn. Nó sẽ fireball vào cuối cùng. Rồi, đặt cái bình. Đúng là top 1. Top 1. Khét quá khét, mình còn không sự không nghĩ ra được cái xử lý đấy. Quá khét. Khét như mình. Ông là khét cháy, còn nó là khét khét thơm. Ra rất xử lý rất là thông minh mà nó không ra ruồi, nó không, à, không ra ba mất vì ba mất sẽ dễ bị fireball. Vì vậy nó ra ruồi để giết ngay con Flying Machine trước và sau đấy là dùng kia kệ con lava thích làm gì làm. Rồi, gặp làm cái gì. Vâng, và bây giờ sẽ là set thứ ba. Vâng, bây giờ mình thấy là cái chỉ số đang đẹp đấy. Nó đang đẹp đây. Những cái crowd đang xuất hiện rất là đẹp đây. Nó không lởm chởm như bên như những trận đầu nữa. Fireball rồi. Rồi, đập ngay cái nhà kia. Rồi, khá là easy, chỉ một hit, hai hit. Golem dùng Fireball rồi, họ sẵn cú say Golem. Một mình góp lên kia sẽ có một con gì đấy đép đây vì chắc chắn là khi mà ra góp này thì mình nghĩ là có một con gì để donate, à con gì đấy support bên Golgot ở bên phải. Rất cẩn thận, rất cẩn thận Gonet Nightwick. Mình nghĩ là PK Miner PK sẽ thay chúng ta trong tuần này. Ruồi năm. Đây là Giant và ruồi năm. Đây là Giant và ruồi năm. Ruồi 6, ruồi 6. Tiếp tục là Giant. Nhưng mà đàn ruồi này sẽ bị chết. Úi, vẫn chưa chết à? Né giỏi ghê. Đậu má, né giỏi ghê. Poison rồi, phải dùng poison rồi. Vẫn có 2 hit. Deck Golem này, Deck Golem spam không bình. Vâng, bây giờ bất ngờ đấy. Mình cứ tưởng là con Golem nổ là chết luôn cả đàn ruồi rồi. Cả ruồi quá kinh nghiệm luôn, không nổ chết luôn. Hai vẫn có tình huống nhảy nhưng mà nó không chết. Rồi bây giờ tất tay đi, boss bên này rồi, đép cái nhà Goblin Hood. Đúng rồi, Miner sẽ chém đi các con nhanh lên. Rồi, vào trụ đi, tàng hình đi má. Ồ, chưa được. Wick vào trụ, Night Wick vào trụ rồi. Rồi, tiếp tục.
tiếp tục rồi. Két 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 thơm đi chứ. Khổ thế. Fly fly bone cho fly machine hoặc có thể là giữ lại. Rồi rồi easy rồi đúng. Cái fly machine là cái váy vã mồm. Rồi tiếp tục boss. Ui golem ở bên kia thì nát rồi cái trụ bên kia. Rồi 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 rồi. Ờ thôi rồi. Please subscribe my channel, thank you. Đúng, phải chọn những cái deck. Rồi, tiếp tục đặt Ryan và rồi vả vỡ mồm nữa rằng. Good game rồi. Vừa nét. Easy. Rồi, các ông đi còn lâu mới được đi ngủ. Đẹp. Nó đẹp ở bên Pháp thôi. Úi dồi, úi dồi. Xếp đội hình đẹp vãi. 36 con ruồi đứng ở sau đít. Đứng hình hình vòng cung luôn các ông ạ.